Thưa quý vị, sau đây là phần tư địa phương. Một người đàn ông tại miền Nam California bị buộc tội giết chết hai người, cộng thêm nhiều tội tấn công sau khi bị cáo buộc là đã đâm và giết chết một người đàn ông trong vụ một cướp xe, rồi dùng súng đánh chết một phụ nữ lớn tuổi. Nghi phạm có tên là Alvin Johnson, 42 tuổi, đã phải ra hầu tòa để đối mặt với các cáo buộc chính thức về tội giết chết hai người, cũng như tội tấn công ba người khác. Vụ tấn công bạo lực xảy ra vào ngày 29 tháng 8, bắt đầu từ Oxnard và kết thúc tại thành phố Camarillo. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết, thế nhưng văn phòng biện lý quận hạt Ventura cáo buộc rằng nghi phạm Johnson đã rút dao và đâm vào tài xế có tên là Huare, sau khi anh ta đang lái xe. Người hưu trách tại địa phương cho biết như sau. Huare đã được đưa tới bệnh viện địa phương và được tuyên bố là tử vong vì vết thương quá nặng. Nghi phạm Johnson tiếp tục lái xe tới thành phố Camaliro và ngừng lại ở nhà của một người quen. Hắn ta lao ra khỏi xe và bị cáo buộc là đã đối đầu với chủ nhà trong gara. Hắn ta đã sử dụng súng lục đánh vào người này, đồng thời đe dọa sẽ giết chết chủ nhà. Bà Marilyn Gallagher, 75 tuổi, là một cư dân khác đã vào can ngăn, thế nhưng đã bị Johnson uh, chuyển sang tấn công và đánh bà bằng một khẩu súng lục. Người thứ ba sau đó đã cố gắng can thiệp cũng bị hắn ta tấn công. Cảnh sát từ quận hạt Ventura đã tới ngôi nhà nói trên và bắt giữ nghi phạm này. Riêng bà Gallagher là một phụ nữ 75 tuổi đã được đưa tới bệnh viện địa phương, nhưng bà đã qua đời sau đó. Hồ sơ nhà tù cho thấy nghi phạm Johnson đang bị giam giữ mà không được tại ngoại hầu tra ở nhà tù Tordro tại quận hạt Santa Paula. Thiết bị trộm thông tin thẻ khó phát hiện được tìm thấy tại trạm xăng Nam California. Cảnh sát thành phố Garden Grove, Nam California vừa thu giữ một thiết bị trộm thông tin thẻ tín dụng được gắn tại một trạm xăng Arco trên đường Euclid. Theo thông tin từ sở cảnh sát. Thiết bị này gần như không thể phát hiện vì nó được lắp trên đầu đọc thẻ và bản phím nhập mã PIN trông giống hệt với thiết bị thật. Hiện chưa rõ thiết bị đã tồn tại bao lâu và số lượng tài xế bị ảnh hưởng. Theo cơ quan điều tra liên bang, việc lắp đặt các thiết bị trộm thông tin thẻ như vậy đã gây tổn thất cho người tiêu dùng và các tổ chức ngân hàng hơn 1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Tội phạm thường sử dụng các thiết bị này tại các trạm xăng, máy ATM và thiết bị thanh toán khác để đánh cắp dữ liệu tài khoản. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cẩn thận kiểm tra các máy trước khi sử dụng, để ý những dấu hiệu như băng keo, vết keo dán hoặc sự cồng kềnh bất thường. Đồng thời nên che tay khi nhập mã PEN và thường xuyên kiểm tra ngân hàng để phát hiện các giao dịch bất thường. Sau đây là bản tin cuối Hai người đàn ông tại Hollywood vừa bị bắn và phải được đưa vào bệnh viện sau khi một kẻ xả súng tấn công vào hai người này bên ngoài nhà hàng có tên gọi là Status Hollywood ở đại lộ Cahuenga. Cảnh sát cho biết rằng hai nạn nhân vừa ra khỏi nhà hàng sau bữa ăn tối thì bị một người đàn ông đứng cạnh xe bên kia đường bắn trúng. Hai nạn nhân này bị thương và được đưa vào bệnh viện. Một nhân viên an ninh có mặt tại chỗ đã nhanh chóng trợ giúp một trong những nạn nhân. Nhưng chính có tên là Eric Hinckley kể lại rằng, anh đã giúp cho nạn nhân bằng cách lấy một chiếc áo gần đó để băng bó vết thương. Cảnh sát xác nhận hai nạn nhân đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông mặc áo hoodie màu đen, bỏ chạy về hướng Bắc trên đại lộ Cahuenga sau vụ tấn công. Động cơ của vụ nổ súng vẫn chưa được làm rõ và chưa biết liệu nghi phạm này có quen biết với các nạn nhân hay không.